Sáng ngày 26 tháng 3, Chi hội Phật giáo Bình Dương phối hợp với Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tặng 500 phần quà gồm đường, sữa, nước suối, tổng trị giá là 50 triệu đồng do các thành viên hội từ thiện Chùa Bồ Đề, Đạo Tràng trao tặng. Đây là việc làm thường xuyên của Chi hội Phật giáo tỉnh Bình Dương nhằm giúp cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thêm ấm áp để mau khỏi bệnh.